phương ngàn thì tôi linh khắp tam giới động đình tư phủ hồ công công đại giáp lốt thoại
tiền đường nghi giàu bình bình xa ý.
xa. Họ thời tháo được tan qua đi ầm ầm. Thank you.
cái bạc 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 khói nhang nghi ngút ni phường hoàng mây phủ bao quanh nơi xa mến đức đâu gần gần sợ thank you.
tiếng kinh nghi, tiếng mạn, tiếng mượn. Thank you.
xa, soi đường lục lục đạo trần luân biết bao nhiêu loài, soi đường lục lục đạo xâm xâm lân ý mọi loài. Chúa đẹp như sao bắc ở ngân hà, hey, hey.
phương Tây Thiên mà đệ nhất lại lập Thấy ngàn tam đào tinh
dâng lên tam bảo mười phương độ trì, tay dâng nhang chúa thuần từ bi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được thanh cao, chữ cương thường gieo bao xa ngọc, chữ tam tòng chữ đức thuyết ly, đệ tử con xin được câu quỳ. Mạc Bắc Sơn Lâm
nối sang Tam Đảo, nối về Tây Thiên. Đảo siêu phong sườn đồi thoai thoải, cây sen cây san ngập màu đền thờ trên Bắc Lệ Ngàn. Thank you.
lỡ thôi liễu dù hai hàng mảnh búa. Trên cây cao chim uống bay nhảy dưới chân đèo, suối này khúc hành vật nghe như gió dục bay vần. Mang nước cơm lam xa cũng có phèn sung.
Yeah.
đường đi lối lại xó đông từ đây xuống vì đồng soi khắp bố đông phương chú độ cho phú quý tinh hoa ý hà duyên ý hà.
sĩ hằng nga đem về trải suốt hào hoa xó đồng mình đồ xó để bình an Bình minh
chua bói xương cõi trần. Chân ni sư bắt giang họ trần con lập lập tiền lên vạn vạn binh
đâu đâu đó thì nghĩ dốc dốc một lòng lòng không sai. Số bà đi giao khắp bồ phương anh linh thần thần nâng nâng đây đây đền thờ chí công công hùng hùng vương thánh thank you.
tình mời tiến lên Chúa để ta quyền hành cai quản sơn trang. Vâng, cõi
trắng già. Vòi vó ngất ngất cao trời xanh xanh vàng 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 ngôi sao. Mây tuôn đi nắng sắc sắc mi đỏ đỏ đang. Thì diệu này về chương trình nhân.
nhân nhân bái tạ thiên đình, xước sinh Phật hóa thanh, sau sinh vua gia trình lên đệ nhất tôn quan. Nhị thư bình an độ cho nhị thư bình an, phàm linh phú quý lộc đồng tài đề ra bốn mùa phòng lộc can qua. Số thủ trình đồng bách nhật thành tâm lễ tạ, tiên đế cấp sắc thanh đồng phú quý chiêu tài cầu lộc cầu bản mệnh bình an, thương mại hạnh thông tăng cung trường thọ sự quan khen ban thưởng cho pháp sư cung đàn tiếng hát tay quỳnh tay quế tứ trụ đôi hàng đồng đền đồng điện đồng anh lính trị bách gia trong họ dân thôn bản đốc hơn chục cửa tôn ông. Pháp sư con xin kính chúc tôn ông thánh thọ vô cương thiên xuân vạn tuế vạn tuế vạn vạn, vạn, vạn tuế. Tuân tuân phụng Như Lai thần tuân phụng Như Lai Thích Ca Như Lai dị giáo đệ tử thân thành hoàng thành cung khê thu khố thủ hòa nam cần đương tuyên bạch phục dĩ chí tôn chí đại vô số vô thanh cồn nhất nguyên hạo hạo khôi khôi kiên hành bất tức bao vạn tường nguy nguy đang đang tốc vận vô cùng phủ linh hạ thầm hướng can cao ngự viên hữu Việt Nam quốc Hà Nội ngoại thành Phúc Thọ huyện Phúc Hòa xã thành phần thôn cụm ba nghệ vua Nguyệt Hồ vọng từ thượng phụng phở thanh thu thiên liên cung bảo an sự thanh đồng đạo quan trần thị duyên hiệu đồng huyền thương hành canh tam thập tứ tuế đại tổ dân trình đệ tử mộc ân thanh đồng nguyễn thị hà duyên hiệu đồng huyền vi bản mệnh sinh ngư quý dậu niên hành canh nghi thập thất tuế thành tâm thiết lập đàn tràng phát tố biểu quan thịnh phở thanh tướng lâm đàn tràng phục nghinh tam phủ cung nghinh tứ phủ hiến cung trần triều tu thiết hình thò nô tướng tượng mã long trù xuất thủ trình nghi đồng bách nhật thành tâm lễ tạ thảo tướng sơn trang tiền ni lễ tam tòa chúa tiền tín cống kinh ngân tài mã lễ cấp sắc thành đồng chiêu tài cầu lộc cầu bản mệnh bình an thương mại hành thông tăng cung trường thọ sự đại tổ dân trình đệ tử chứng mã chứng hình đồ vũ mẫu môn nhập đồng bản mệnh đẳng tức nhật ngưỡng can thanh thánh phù giám phàm tâm ngôn niệm mà thần đằng phao sinh bạch mạnh ốc giám thuộc thành đồng số kỳ định vũ thiên cung mệnh thực căn tư phụ vi thư nhất tướng tường vòng mạc cảm quai vi tư nhân đường tiết chi kỳ cung hành trình lễ do thị kim nguyệt các nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật tịnh cung phu trần cũ sớ văn kiền thân thượng tổ cung
Duy Thiên Phù Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Cao Thượng Đế Kim Quyết Hạ Thiên Thiên Thánh Mẫu Đệ Nhất Cửu Trùng Thiên Thanh Vân Công Chúa Thanh Cung Hạ Thiên Phủ Liệt Vị Hoàng Thái Tử Vương Qua Chư Vị Không Sai Cai Đồng Thủ Mệnh Công Chúa Thanh Tiền Thiên Ly Phủ Tứ Thiên Sứ Giả Trưởng Bà Tà Qua Nhớ Tiết Thanh Trung Vị Tiền Địa Phủ Chí Tôn Ni Bắc Âm Phong Đồ Nguyên Thiên Đại Đế Ngọc Bệ Hạ Địa Tiên Thánh Nghi Mẫu Quỳnh Nghị Hoa Dũng Liêu Hạnh Công Chúa Tặng Phong Chế Thắng Hoa Diệu Đại Vương Cung Cung Quyết Hạ Địa Phủ Liệt Vị Hoàng Thái Tử Vương Qua Chư Vị Không Sai Cai Đồng Thủ Mệnh Công Chúa Thanh Tiền Địa Phủ Diêm Ma Sứ Giả Trưởng Bà Tà Qua Nhớ Thiết Thánh Trung Vị Tiền Tỳ Phủ Chí Tôn Ni Phủ Tăng Cam Lâm Đại Đế Ngọc Bệ Hạ Tùy Phủ Thủy Thiên Đệ Tam Xích Lần Long Nữ Bạch Ngọc Thủy Tinh Công Chúa Cung Quyết Hạ Tùy Phủ Liệt Vị Hoàng Thái Tử Vương Qua Chư Vị Không Sai Cai Đồng Thủ Mệnh Công Chúa Thanh Tiền Tùy Phủ Không Hành Sứ Giả Trưởng Bà Tà Qua Nhớ Thiết Thánh Trung Vị Tiền Nhà Phủ Chí Tôn Ni Ngũ Nhạc Gia Thanh Thần Vương Đại Đế Ngọc Bệ Hạ Nhà Phủ Nhà Tiên Thánh Nghi Mẫu Lê Mại Đại Vương Trưởng Sư Lâm Công Chúa Cung Quyết Hạ Nhà Phủ Liệt Vị Hoàng Thái Tử Vương Qua Chư Vị Không Sai Cai Đồng Thủ Mệnh Công Chúa Thanh Tiền Nhà Phù Đương Cảnh Thổ Địa Linh Quan Nhớ Thiết Thánh Trung Vị Tiền Phục Nguyện Các Thánh Hội Đồng Chữ Tôn Chắc Giáng Tòng Dũng Gia Ngự Thứ Tử Quang Lâm Ta Khổ Thông Truyền Hội Đồng Chuẩn Nạp Tỷ A Đề Tử Kính Nhật Thừa Hữu Tưởng Vọng Truyền Phong Vân Tâm Tĩnh Kiên Linh Trường Thời Hợp Mì Các Thanh Đồng Khai Nhữ Nhi Nhi Thông Truyền Chỉ Nhà Phá Nhất Tân Kiến Nhi Pháp Vạn Bồi Thừa Nhan Đắc Mộc Nhi Thanh Ngân Bất Nhi Thắng Kích Thiết Bình Nhi Danh Chi Chi Cần Nhi Sơ Thiên Nhi Vận Kỳ Hội Liên Thu Thiên Bát Nguyệt Phúc Sinh Nhật Thần Khâu Thủ Hòa Nam Thượng Sơ Ngọc Hoàng Sắc Hạ Ban Thượng Đế Sắc Hạ Đức Vua Cha Bát Hải Đại Đế Tư Phủ Hội Đồng Sắc Hạ Sắc Cấp Hộ Mệnh Duyên Sinh Cứu Dân Độ Thế Chỉ Bệnh Trừ Tà Nhân Nhân Ngưỡng Vọng Sứ Sứ Quy Đầu Kim Cư Việt Nam Quốc Hà Nội Ngoại Thành Phúc Phúc Thọ Huyện Phúc Phúc Hòa Xã Thanh Phần Thôn Cụ Ba Nghệ Vũ Nguyệt Hồ Vọng Từ Thượng Phụng Phả Thánh Thu Thiền Yến Cung Phá Tâu Thịnh Phật Cung Nghình Tư Phủ Tiên Lễ Sơn Trang Xuất Thủ Trình Đồng Bách Nhật Thành Tâm Lễ Tạ Thành nghỉ tâm tiến lễ cấp sắc thanh đồng phô ý Chiêu tài cầu lộc cầu bản mệnh bình an Lộc tài vượng tiến thương mại thanh thông Tăng cung trường thọ sự Kim thần thanh đồng đạo quang Trần thị duyên hiệu đồng huyền thương Hành canh tam thập tứ tuế Đại tấu dẫn trình đệ tử Thanh đồng Nguyễn Thị Hà Duyên Hiệu đồng Huyền Vi Bản mệnh sinh ư quý dậu liên Hành canh nghi thập thất tuế Thần hôn phục kỹ hướng tòa thượng trang Cần cẩn tích chiều Bất nội thần đệ tử khấu thủ Phật Thánh Tam Phù Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh Giang Giang Nguyện Uy Lực Khu Trừ Ta Quỷ Tai Ương Hàn Ách Viễn Tông Bắc Hải Phục Vọng
Thánh Đức Quang Phù thập phương bảo hộ đệ tử, Thánh Đồng Nguyễn Thị Hà Duyên Hiệu Đồng Huyền Vi Khâm Tài Cố Sắc Hữu Sắc Cấp đệ tử, Thánh Đồng Nguyễn Thị Hà Duyên Hiệu Đồng Huyền Vi Tuế Thứ Kỷ Hợi Liên Thu Thiên Bát Nguyệt Sơ Bát Nhật Đương Thờ Nhất Sắc Cấp Thượng Thanh Đại Động Chính Nhất Pháp Sư Đạo Lưu Thần Phục Hành. Bát đồng
mang dòng nhang thấp kỳ diệu về xứng đàn diên ngã tích tích tăng cung giảng kim cung hùng hoàng tân cần thành chúa tiên sung vương tâu một truyền nhang thành tân tâu một truyền nhang tâu về thủy phủ các ban khác tòa thiên đỉnh chốn đo diệp la tam thu đối chép biên tỏ đường thế so đôi chữ bình an đôi chữ bình an thế so đôi chữ bình an chữ phu chữ thủy tăng lên thọ trường thế cho sức mạnh ta được thiên nhớ thi thông ngại nhớ nhớ ngại thi thông pháp rơi gì quán tự tuệ nhớ nhớ trực viên thông hơn nhớ như thiên nhật nhật chiếu dị thể hoạt động khai quang pháp giới nội vô số bất bất hàm dung nhân nhân giai cụ túc phật phật tổng giai thông Nguyệt Hồ Vọng Từ Thượng Phụng
Phà Thánh Thu Thiên Yến cũng báo án sự Thanh Đồng Nguyễn Thị Hà Duyên Hiệu Đồng Huyền Vi Bản Bệnh Sinh Ư Quý Dậu Liên Thành Canh Nhị Thập Thất Tuế Ngôn Niệm Thần Đăng Phao Sinh Trần Thế Giám Thuộc Thanh Đồng Tuy Sắp Thân Phụ Mẫu Sinh Thành Số Ký Định Vũ Thiên Đình Mệnh Thực Căn Nữ Tư Phụ Quản Trường Phi Thư Nhất Tâm Tưởng Vọng Mạc Cảm Quay Vi Tư Nhân Đương Thiên Lệnh Tiết Chi Kỳ Cẩn Thủ Kim Nguyệt Cát Nhật Nhất Tâm Đầu Thành Tu Thiết Hương Hoa Kim Ngân Lễ Vật Hoa Mã Thứ Phẩm Chỉnh Túc Phi Nghi Kiên Thịnh Đạo Lưu Tiểu Vũ Nguyệt Hồ Vọng Từ Sứ Sở Cậy Thanh Đồng Trưởng Trần Thị Duyên Hiệu Đồng Huyền Thương Hành Canh Tam Thập Tứ Tuế Đại Tấu Dân Trình Đệ Tử Nguyễn Thị Hà Duyên Hiệu Đồng Huyền Vi Đầu Vũ Mỗ Môn Nhập Đồng Bản Mệnh Đẳng Cung hành trình lễ phát hành biểu quang thịnh Phật giám đàn cung nghinh tiên thánh Lễ triệu tứ phủ hội đồng loan giã Ân mong Phật thánh tác đại chứng minh Tu thiết hình thòi nốt tương tượng mã long trụ Thảo tiếng sơn trang hậu tạng thiên quan Xuất thủ trình đồng bách nhật thành tâm tạ lễ Cập mê cấp sắc thanh đồng phố ý Cầu loan giã thanh đồng Kỳ mệnh vị riêng trường Thương mại thanh thông gia trung hưng vượng Tăng cung trường thọ sự Khải kiến duyên sinh kỳ An pháp đàn chu viên nhị tán Cung vọng Phật thánh chứng minh thần tiên bảo hiệu các giá hội đồng chư tôn chắc chắn giá tòng dung giá ngự thu tự quang lâm ta khẩu thông truyền hội đồng chuẩn nạp tỷ đệ tử thanh đồng Nguyễn Thị Hà Duyên hiệu đồng huyền vi hợp các thành đồng khai những nhĩ nhi thông truyền Tâm tính viên minh trường thời Chỉ phán đích chân tính chân đồng Đắc khả tôn khả uy Phục nguyện Tâm nghi tư hướng hậu nhất niệm Tâm thành khấu đầu quy mệnh Bất cảm đơn sai đắc mộc thánh ngân Hoàng duy tự dục dùng thiện quả viên thành Miễn trị tòa sự chi uông phong Hòa khứ phúc lai doan hiệp đồng Mông chi cát khách cần uy Tuế thứ kỷ hội niên Thu thiên bát nguyệt sơ bát nhật Đệ tử thân cần bách Vận trời năm kỷ hội Tháng quý dậu ngày bính ngọ Hoàng đạo thời Pháp sư xin con xin kính chúc đức Tôn quan thánh thọ vô cương thiên xuân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Nam bút phê sai thiệt hương Nam bút phê sai cảm phiền sư tướng nghi đáo lai độ chỉ tả sai binh bộ binh tỳ
nước biếc về xa hồ, nước biếc về xa hồ chôn sơn lâm. Ông lớn đang mặt ninh anh hào oai quan lớn lừng lừng lẫy dài dài chào hàng tứ phủ. Thank you.
mái thiên nhân nổi dòng xích bích bích quân triều du lịch bốn phương cũng có phen toàn thú sông thường trở về tỉnh bắt qua dương lục lùng đầu
quan xứng đan diệt nga tích tăng cung vàng cộng đồng hoàng phân vận tành chúng tiên trung đường. Kỳ diệu mang mình phản chiếu thiên tôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sự tình. Thành ra hồi cung vua cha bát thái đền đồng bằng tôn ngoan điều thất thân anh linh.
một đi bầu tiêu dao dòng trời cùng bích động đào. Thank you.
hết bụi sân đường thanh cao rồi lại mười phần thanh cao chữ cương thường treo cao ra vào vòng hình chữ tam đồng chữ đức kết thì đệ tử con gặp ngồi đâu vì yeah.